Dạ, cho anh order một cái tô phở gà to go nha em. Dạ rồi, một tô phở gà to go. À, bánh khô dạ, nha. Dạ rồi, bánh khô. Ủa, à, em là Ngân phải không? Dạ đúng rồi ạ. Anh Hiệp nè. Dạ. Đổi giọng liền dạ ha, cái người quen. Cho dạ, anh thêm hành nha cưng. Dạ rồi, dạ rồi. Tổng cộng bao nhiêu? Dạ 13 đồng ạ. Ok rồi, khoảng bao lâu anh có? Dạ có liền, có liền. Ừ, có liền luôn hả? Ok, nhớ làm anh nóng dạ nóng rồi nha. Hey, dạ, okay. Anh ăn dạ ở studio cho anh muốn đĩa luôn. Dạ rồi, ok. Cảm ơn em. Dạ rồi. Ok, dạ rồi. Bye. Hôm nay thứ tư. Tự nhiên đang làm việc cái tự nhiên mình thèm một tô phở gà. Bây giờ mình đi mình chạy tới chỗ phở phở trước là quán Hoa Nguyên nhưng mà bây giờ gọi là phở Bắp Cô Linh gì đó. Ok, thôi mình đi nha. Phở Hoa Nguyên này thì nó nằm trên đường Bosa và đường đường lớn Bosa là đường Brookhurst. Nhưng trong cái khu chợ mà chợ gọi là chợ TK, nếu mà ai ở đây lâu rồi đó thì nói đến cái chợ TK Supermarket là họ đều biết là chỗ khu nào. Thì kế bên Phở Hoa Nguyên là cũng có là gọi là Quán Hỷ, thì chắc ai ở đây Quán Hỷ thì ai chắc cũng cũng biết rồi. Beautiful day. Giờ có một tô phở gà bát cháy bùi két luôn. Ở đó có một cô bé gọi là con với chú chạy bàn, không phải chạy bàn nhưng mà tiếp tân cũng dễ thương lắm, bị chọc hoài à. Mình sắp sửa mình chạy ngang qua đường gọi là Brookhurst and Bosa and đường Brookhurst. Chúc mà mình là đường Brookhurst các bạn. Đường này đường Bosa, Brookhurst chạy ngang qua chiều này. Ok, đường trước là đường Pagoda, mình quẹo vô nha. Chúc mà mình là siêu thị TK Foods. There you go. Ok. Ok. Thấy không? Là bây giờ đây là toàn là bít bùng thôi. There you go. Okay. We are here. So Eric sẽ đi vô trong pick up and mang về studio ăn rồi để coi phở Hoa Nguyên nó ngon như thế nào mà tại sao nhiều người tới để ăn. Vô trong nhà hàng mình đều phải đeo khẩu trang hết để that's a requirement for every restaurant here. Okay, so I'll be back. Ở đây là chỗ cô Linh và bóc qua cô Linh. Okay, so ai muốn tới gặp cô Linh đây nha. Okay, gặp xong rồi sao? Okay rồi. Vâng. Ok, mình mới lấy từ trong tiệm bắp hoa ra. Phở gọi là phở bắp hoa Cô Linh. Yes, phở hoa Cô Linh. Ok, một phần to go phở gà. Giờ mình về studio. Enjoy. Peace. Alright. Phở gà. Ok. Đi. Chạy về lại studio. Thank you.
Okay, we just arrived at the cinema studio and mình sẽ mang đồ ăn vô. Rồi. All right. We are here. Để vô cái bàn này coi ha. Rồi. Coi mở ra coi nha. Ok. Đều dán thép nước lèo, đều dán thép rất là kỹ. Kỹ nha các bạn. Nè. Vẫn còn khói. Oh wow. Oh mùi. Wow. Mùi gà, súp gà. Ok. Wow, súp gà là bạn không? Cho một cọng này. Nè, các bạn thấy không? Rất có pack to go rất là kỹ và tuyệt vời. Nãy mình có request là thêm hành onion, green onion, fresh onion. Ok, thôi mình đổ ra đây đi cho nó tiện ha. Fresh onion và muối tiêu. Alright. Và đây là tỏi và hành tỏi và ớt. Đó. Đây có thêm wasabi sriracha. Tương ớt đỏ để anh phở. Và lý nha. Beautiful. Trong đây gì nữa đây? Rau. Là ăn rồi nước lèo nó nguội hết rồi. Rồi. Đúng ý mình luôn. Look. So many hành. I love it. Và thêm một miếng chanh. Đây là tô phở. Bánh phở. Bánh khô. Thôi kệ đó, mình cứ đổ ra đi. To go mà. Thôi. Look at this. Wow. Gà nè bà con. So fresh. Mình thường Eric ăn á, Eric thường cho gà vô nước lèo đi. Cho nó có muỗng có nĩa không ta? Đây, muỗng nĩa. To go. Not too bad. Ok. Pack rất là kỹ nha các bạn. Pack rất là kỹ. Mình phải lấy cái bánh phở ra đi. Mình nhúng vô nước lèo, tại vì nước lèo nó đang còn nóng đó. Cho bánh phở vô nè. Các bạn nè. Mình nó có hai loại bánh mà bánh tươi với bánh khô. Eric thường ăn anh bánh khô. Bánh khô nhiều hơn. Tại thấy nó cái khẩu vị mình thích như vậy. So juicy. Look at that. Wow. Mình cho vô đây thử coi. Thêm chút xíu hành vô nữa. Mình request hay thêm hành chứ không phải là thì mình không có hỏi á. Nếu mà mình muốn thêm hành á, mình phải hỏi, mình phải nhắc người ta, nhắc mấy em trong đó đó. Mấy em nó sẽ cho thêm hành, không có tính thêm tiền ha. Có miếng lọc nữa đó bạn ơi. Wow. Lọc. Nice hả? Beautiful. Cho vô đây đi. Cái khẩu vị của Hiệp là của Eric là ăn nó như vậy.
Gà này có gà thịt gà trắng đây nè. Beautiful. Okay. So far so good, so far so good. Thì mỗi một người ăn có khẩu vị khác nhau. Không, chưa chắc là Eric ăn kiểu này có nhiều người thích. Nhưng mà đây là cái khẩu vị, cái gọi là cái kiểu Hiệp ăn, cái kiểu Eric ăn thôi. Không nhất định là phải đúng hay sai nha các bạn. Các bạn đừng có ném đá. Ok. Đừng quay chui vô. Wow, perfect. Đúng là Eric ăn phở gà. Eric thường thường Eric ghé tới đây, Eric ăn với một hai người bạn gì đó. Ngon quá. Nóng à. Cho thêm gà vô nữa nha. Hành này bà con, nó có nhiều rau nhiều lắm. Rau nè. Hành hoa thật sắc lên nè. You are missing out. So good, look. Ngon quá bà con ơi. Một bữa ăn như vậy, 13 đồng. Trung bình là 13 đồng mỗi một bữa ăn đi thì ở khu Bosa này thì 13 đồng là giá rất là ok. Thì cũng có nhiều chỗ phở giá cả nó khác biệt nhau chút xíu, nhưng mà tùy theo mỗi người khẩu vị mỗi người thích ăn chỗ nào thôi, không phải giá tiền, ngon là được. Nếu ok thì Eric sẽ tùy hứng sẽ đi tới những cái chỗ là những nhà hàng bán thu gom, mình order mình ngồi mình ăn cho các bạn chơi cho vui thôi. Có thể bún bò Huế, có thể bánh xèo, cơm, không biết được. Thì ngày nào thèm cái gì mình ăn cái đó, mình quay cái đó chơi. Hành coi như là làm rau cho mình ăn luôn rồi. Cái ở đây á, hành đây họ sắc rất là tươi. Ha, look at that. So good. À, như thế này là cánh gà, I think. I think, I don't know. But look good. Không có xương nha. Không có xương gà. Thì không à. Rất là mềm. Các bạn. Wow. Ăn thêm miếng đậu còi gai vô nè. Có ly rau gì cũng có nha các bạn. Bố sao nè. Rau gì cũng có. Ok. Tùy theo mùa, nếu mà có mùa không có thì giá nó hơi mắc hơn, nếu mà trúng mùa thì rau gì mình cũng có hết đó.
ngon lắm, không có bạn. Cái này như là gan à. Wow. Ngon quá. Không ăn ổn. Nếu các bạn có dịp qua Cali và các bạn đã ghé qua bên Quán Hỷ rồi á, thì cái quán này nằm cạnh bên Quán Hỷ. Tôi gặp gọi là anh Bảo hay là cô Linh chủ tiếp đãi rất ân cần, rất friendly, very friendly, các nhân viên nó rất là dễ thương. Ngon quá, đã hết rồi, cắn thêm miếng hành. Thơm, quá thơm. Hút thêm miếng nước, nước lèo. Chiến trường. Đó. Đây là một bữa cơm hay một bữa ăn hàng ngày của Eric. Hồi trước chưa đóng cửa mà Corona này thì mình tới mình đi ăn với mấy người bạn, nhưng mà giờ thì tránh một chút gấu thôi, đâu có xa đâu. Anyway, hơn trở lại đi làm tiếp nha các bạn. Xong rồi, hẹn các bạn kỳ tới. Có thể mình ăn bún bò Huế, sugar, everything is sugar, tất cả đều là sugar, bún bò Huế sugar. Sometimes nếu mà thèm thì ăn bánh xèo, bánh mì, cơm, đặc khái, bún, whatever. Ở đây là bao la, đồ ăn nhiều để cho mình lựa chọn, bánh cuốn. Ok, rồi hẹn gặp lại các bạn trong kỳ tới. Cái này nếu mà các bạn thích thì các bạn cho ý kiến. Hay subscribe đi, cho Eric có hứng thú, cho Eric làm thêm. Nha các bạn, peace.